Gặp lại Idol mừng quá nha anh em. Lâu rồi mới chạy ra đây. Thấy Idol mừng quá, thấy còn khỏe là ok. Gà vẫn lên đều đều nha anh em. Gà thấy anh em cũng cũng mua nhiều quá. Mới hỏi trên xe khoảng nhiêu con, thì báo trên xe khoảng 30 mấy con, 40 con nha anh em. Nhiều trại gà vẫn buôn bán ok lắm nha anh em. Gà đi đều 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 à. Chung đổ ra được con gà đạt thì bán dễ lắm anh em. Này thấy có gà của anh Phong Phong Vân nó chạy về sao? Chào đi kiếm chỗ nào cho nặng nặng. Phong Vân. Cũng nhiều trại lắm nha anh em. Rồi ok. Hẹn gặp anh em vào ngày mai nha.